Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, hôm nay em sẽ lên sóng cho quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu Mỹ, Ford Ranger, sản xuất 2009, phiên bản là số sàn, phiên bản số tự động, máy dầu, turbo tăng áp 2.5 lít, xe mang biển kiểm soát 98C13195, sơn xi màu đồng, hệ thống đèn đóm này, lốp láp còn khá là mới. Form này thì đã bắt đầu lên form mới rồi. Cái đèn pha nó rất là mềm mại. Mặt ca lăng nó cũng sẽ lớn hơn. Một cái form này thì cũng khá là đẹp, rất là mềm mại. Và Ford Ranger này thì có cả thùng cabin kép. Quý vị các bạn để đồ chở hàng thì không sợ mưa lắng nhé. Một chiếc xe bán tải vừa đi lại gia đình, vừa chở được đồ nhé. Lốp Bridgestone. Bản này thì trang bị mặt bề mặt lốp là 245 mm, là răng 16 inch, là răng đúc hợp kim nhôm dạng đa chấu 5 chấu, phanh đĩa ABS, túi khí. Mẫu xe hữu dụng, hạn đăng kiểm 2023. Xi nhan tích hợp trên sườn. Đây là phần bậc lên xuống, đây còn khá là đẹp và chắc chắn, đẹp mưa đầy đủ rồi. Ford bán tải thì là một trong những mẫu xe rất được ưa chuộng ở Việt Nam, ở Thái Lan cũng như ở khu vực Đông Nam Á. Dòng xe nồi đồng cuối đá phá không hỏng, tiết kiệm, trang bị động cơ máy dầu 2.5 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ khoảng 7 lít thôi. 7 lít rưỡi đi, 7 lít rưỡi thôi. Mặc dù động cơ là 2.5 nhưng trong dầu nó có nhiều năng lượng hơn xăng. Cho nên là mức tiêu thụ nhiên liệu khá là ok. Phiên bản số tự động một cầu, hộp số 4 cấp, hỗ trợ leo dốc đổ đèo số D321. Lỗ thất ghế da rất là đẹp, các bạn tắp ly này. Vô lăng 4 chấu, túi khí trên vô lăng. Vô lăng bọc da. Khóa điện. Xe đã trang bị màn hình Android OLED SIM 4G. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất và điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, cho gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Ford Ranger bán tải, một mẫu xe vừa được chở được hàng này. Đó, và có vẫn 5 chỗ ngồi nhé. Vẫn đăng ký 5 chỗ ngồi. Chỗ ngồi thì cũng khá là thoải mái nhé. Ghế da xịn. Phần táp ly quá đẹp luôn. Táp ly cánh, hệ thống cột kèo keo chỉ, tất cả đều có nguyên bản. Đấy, đây là bình dầu này. Đó. Hệ thống cabin kép đây, còn khá là đẹp nhé. Ford Ranger XLT, mã số tự động 2.5. Nó mang biển kiểm soát Bắc Giang 98C13195. Đấy, vâng, đây là cái phần thùng ở đằng sau của cabin kép này. Đó, thùng khá là đẹp. Đó. Đấy, cái nhựa là nhựa composite nha. Để đồ rất là thoải mái. Ngoài ra còn ngửa cái này xuống này, để đồ dài thêm này. Ford Ranger XLT 2009, phiên bản số tự động. Và hiện tại thì chiếc xe chỉ có mức giá đề xuất là 289 triệu đồng thôi. 289 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đấy, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Dòng này thì dẫn động cầu sau, hệ thống treo độc lập phía trước và treo dạng nhíp về phía sau này, tải rất khỏe nhé. Gầm bệ thì không hề bục mọt gì. Chiếc xe khá là cứng. Hệ thống sơn xi đẹp. Đó. Phần cua lốp này cực kỳ đẹp nhé. Sắt xi này còn nguyên vẹn.
Nội thất quá đẹp này. Cột keo keo chỉ bốn cánh nguyên bản. Phần ốc ếch này. Zin đét. Đây là bản táp lô đồng hồ này. Con này mới chạy chuẩn chỉ 24 vạn. Còn đi rất là thoải mái. Đó. Máy đã lột, máy lột khá là giòn nhé. Đấy, thông số kỹ thuật đầy đủ. ABS túi khí. Màn hình OLED SIM 4G. Đó, cam hình chỉnh góc rộng nhé. Phần yên ngựa đây. Đó, thiết kế nhìn khá là đẹp và rất là sạch sẽ. Đấy, bệ tì tay. Đấy, hộp đề đồ nữa này. Rất nhiều tiện ích, chỗ này đồ để điện thoại cực phê luôn. Điều hòa cơ, điều hòa hai chiều, xoay gương xoay kính đầy đủ. Gió trong, gió ngoài. Âm thanh cũng khá là hay vì lý do bản quyền. Không test âm thanh cho quý các bạn nhé. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý các bạn. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý các bạn xem. Máy nổ rất ròn. 2009 là lên form mới này. Đèn rất là mềm và đẹp. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Forerunner sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy dầu, turbo tăng áp diesel 2.5 lít, động cơ Durato này, máy đặt dọc dẫn động cầu sau. Máy dầu của Ford Everest thì không chê vào đâu được các bạn ạ. Đó, máy nổ cực giòn, toàn tiếng quen, không hề có tiếng lạ thế nào luôn. Cô giáo sạch sẽ. Đó. Đây là cụm chi ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Forerunner sử dụng trợ lái thủy lực, đây là dầu thủy lực nhé. Lái rất đầm tay. Phần ốc ác đầu răng đây, một chiếc xe quá đẹp luôn các bạn. Hệ thống dây điện này, nhìn phê luôn. Máy nổ ròn êm, máy đi khỏe. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Forerunner là khoảng 7 lít rưỡi hỗn hợp. Nó thực sự là rất tiết kiệm. Máy dầu rất tiết kiệm. Vâng, một chiếc Forerunner bán tải sản xuất 2009, phiên bản số tự động, một cầu. Máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít mang biển kiểm soát Bắc Giang 98C13195. Một chiếc xe đẹp toàn diện và mức giá cũng khá là ok, 289 triệu đồng. 289 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ trong Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.